Với đôi bình có mức giá 4 triệu 6. 4 triệu 6 đôi bình này ạ. Không phải lúc nào các bạn kiếm được những đôi bình rồng như này đâu. Đây là những đôi bình rồng ngày xưa, thời xưa lắm rồi. Xưa lắm rồi. À, những đôi bình này được cả đắp nổi. Đắp nổi thân toàn thân hết ạ. Toàn thân được đắp nổi chứ không phải là vẽ mới in như bây giờ thôi nhé. Chứ không phải là vẽ mới in như bây giờ, được chưa? Đấy. À đây, bị sứt một tí nha. Em tính em là cứ báo sứt, không còn giá đấy nữa, báo giảm cho bác luôn. Ok chưa? 46, em để cho bác 39. 39, ok chưa? Nó sứt một tí thôi, nhưng mà mình chơi thì mình để đây này. Nó thiếu gì chiều để thôi. Nó không sứt bị vỡ hẳn, mà nó bị gờ một tí tí dưới. Đấy, 39. Không phải đâu, em bán hàng tính của em như vậy. Em với bác, các bác cùng quay, em cùng quay bài với các bác, cùng quay và cùng soi luôn, xem bị nó bị sản phẩm nó bị những cái gì là sẽ báo giá trực tiếp và trừ trực tiếp cho các bác luôn. À, đôi này còn 3 triệu 9 ạ, mức giá còn 3 triệu 9 đôi bình rồng song long. Song long đây, rồng song long ở giữa đây là một cái bát quái đấy, quái rất là hay đấy, những bình như này có bát quái này thu hút tà khí các thứ cho các bác, vừa để trưng bày vừa chơi rất là. Tóm lại là em cũng không nắm được về phong thủy đâu, nhưng mà những chiếc bình này thì ngày trước em có vài đôi thì các bác đón nhận rất là nhanh, rất nhiều bác, và đặc biệt những cái dòng xưa này thì rất nhiều bác bảo em lấy những cái món này về thì em mới dám lấy, bởi vì nó giá nó cũng cao. Bác bảo mấy triệu một cái đôi bình này mà nó cũng cổ cổ xưa, bởi vì là để chơi mới đầu thì em không biết lắm đâu, nhưng sau dần dần các bác nói thì em mới hiểu, vì là những cái chiếc bình như thế này không phải lúc nào lấy được, không phải lúc nào có được, bởi vì là cái tuổi thọ của nó khá là lâu. Bây giờ thì bình người ta làm thì cũng không thiếu bình đâu, nhưng mà bình bây giờ nó toàn là được bình đời mới thôi. Cái bình mới bây giờ thì nó không có cái tuổi thọ, không có cái thời gian, nên nó không có cái độ xưa. Và bây giờ có nhiều bác là sưu tầm những cái đồ xưa đồ cổ, và em không nghĩ rằng có nhiều cái đồ xưa mà nó cao tiền đến thế, bó tay luôn đấy. Có cái nghe toát hết mồ hôi luôn. Đấy ạ. À, đôi bình này có mức giá 3 triệu 9, chiều cao nó tầm 40, hơn 40 nhá. Đây, găng tay em 21 như này, chiều cao nó tầm 41, 43, khoảng 41 đến 43. À, đường kính từ bên này sang bên này nó tầm khoảng độ 19. 19. Khoảng 19. Đấy. À, mức giá 3 triệu 9, đôi bình song long. À, song long này là song long đắp nổi. Đắp nổi hết trên thân bình, các bạn nhìn nhá, đắp nổi lồi lồi ra cả gần nổi gần một phân cơ. Đắp nổi tất. Đấy, được chưa? Ok chưa? Đấy. À, ngày trước cách đây khoảng độ tháng, hơn tháng 2 tháng em có mấy đôi như này này. Em cũng bán, nhưng lúc đấy nó là giá 4 triệu 8, các bạn thông cảm. Bây giờ nó xuống 46. Bởi vì tại sao càng ngày em nhập nó càng có lô thì người ta tự giảm bớt cho em đấy. Nó bớt dần đi thì người ta giảm, chứ không phải gì đâu. Nó vẫn như nhau, được chưa? Trước là 48 mà. Bác là không tin, có em có đôi mấy đôi em bán 48 rồi đấy. Thì bây giờ người ta giảm thì em cũng giảm. Riêng kênh của em là rõ ràng như vậy. Em chứ em không thích cái kiểu lòng ngoằng mất việc. Họ xuống thì mình phải xuống cho người ta được hưởng, chứ không phải là cứ thấy họ xuống. À, mình đang bán được con này 10 triệu nhá, thấy nhiều người gọi quá, nhưng đằng kia họ giảm cho mình rồi. Bây giờ mình nhập vào nó thấp hơn rồi mà vẫn cứ bán 10 triệu không. Riêng quá là theo dõi kênh của em biết tính em. Không bao giờ có chuyện đấy, nhập thấp bán thấp. Cứ có nghĩa là ví dụ trước là ví dụ trước mình nhập là 4 triệu chẳng hạn, 4 triệu mốt thì là mình thêm 700 là 4 triệu 8. Thì bây giờ mình nhập xuống 3 triệu 6 thì mình nhảy thêm 700 hoặc thêm 800 mình lên 3 triệu 6, 4 triệu 6 chẳng hạn, nên cái kiểu thế. Chứ không bao giờ em Tuấn làm theo cái kiểu xuống là xuống luôn, cứ căn cứ cũ cộng thêm, có lương là đi. Thế thôi, chứ không bao giờ có chuyện. Nên là có nhiều, rất nhiều bác tâm sự trong, các bác bảo: "Ôi sao ông Tuấn cái sản phẩm này chẳng hạn, người ta bán 2, 30 triệu, 3, 40 triệu mà ông bán vẫn cứ 10 triệu với 10 triệu. Em nói rồi mà, kênh của em Tuấn là người sưu tầm những cái sản phẩm này cho các bác, nhưng mà chính em cũng không hiểu chi tiết về nó lắm. Bởi vì tại sao? Em mà hiểu ấy, thì không bao giờ có những cái đôi loa mà trị giá 3 40 triệu mà em bán cho các bác có 20 triệu mới là 16 17 triệu đâu. Mà có những cái bình nó liên quan đến cả gần trăm triệu mà em bán cho các bác 2 30 triệu nhá. Em không biết về sản phẩm lắm. Nên là các bác theo dõi kênh để ý giúp hộ em sẽ quay chi tiết sản phẩm, và cuối cùng là sẽ quay một số cái đây. Cái logo nó xuất xứ ở thời nhà nào đây, các bác xem hộ em.
Ôi chết rồi, nó quay cái đáy nó bám đấy, logo nó đây. Báo cáo bác chưa? Đấy, chưa. Ngày xưa hết nhá, bao hàng xưa cho bác tất đấy. Ok đấy, nó bóng của cái màu đỏ dưới lên. À, mức giá 3,9 triệu, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Đấy, bác nhìn thấy có thấy miếng sứt đâu đâu, thật ra mình chơi thì nó nhiều hướng, chẳng qua nó sứt tí dưới gầm miệng này. Đây, quay này tìm, quay tìm mới biết đúng chưa. Đây đấy, nó gầm miệng bên này thì các bác để nó vào phía trong này đi, lộ gì đâu, nó thiếu gì chiều đúng không nhá. Bớt cho các bác 700, còn 3,9 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Em chào các bác.